người nhà của nhà hoạt động Phạm Đoan Trang đang bị cầm tù, liên tục bị bác đơn xin thăm gặp bà kể cả sau khi bà đã bị tuyên án về tội tuyên truyền chống nhà nước vào tuần trước. Đăng trên trang Facebook mang tên bà hiện do người đại diện của bà quản lý, lá đơn đề ngày 21 tháng 12 của ông Phạm Chính Trực, anh của bà, viết Đây là lần thứ năm ông đề nghị giám thị của trại tạm giam số 1 thuộc Công an Hà Nội về việc thăm gặp em. Bốn lá đơn trước của ông về việc này đều đã bị từ chối. Ông nói kể từ khi bà bị bắt vào tháng 10 năm 2020 cho đến khi ra tòa xét xử sơ thẩm ở Hà Nội vào giữa tháng 12 này, gia đình bà chưa từng được nhà chức trách cho thăm gặp trong suốt 14 tháng. Gần đây nhất cuối tháng 11, trại giam hồi đáp lá đơn thứ tư của gia đình và nêu lý do rằng việc thăm gặp bị trì hoãn do lo ngại về Covid-19 lây lan, ông trực cho biết. Trước đó trang Facebook của nhóm hoạt động này cũng cho biết mẹ và anh trai bà Trang đã trực tiếp đến trại tạm giam để yêu cầu thăm gặp nhưng bị từ chối và được chỉ dẫn rằng gia đình cần gửi đơn qua đường bưu điện. Bà Trang, người từng được tổ chức phóng viên không biên giới trao giải báo chí tự do, bị kết tội tuyên truyền chống nhà nước và tuyên án tù 9 năm trong một phiên tòa xét xử được thắt chặt an ninh ở Hà Nội hôm 14 tháng 12. An independent author, author. Pham Dang Cha Bản án của bà đã thu hút lời lên án của Mỹ, EU và các nước khác, nói rằng bà không làm gì ngoài việc phát biểu quan điểm của mình một cách ôn hòa.